Rồi, rồi để bánh vô. Chụp kia à. Đó, hầu hay quá ra luôn kìa. Cái này nó chứ chìa khóa mở đâu được, khó mở lắm á. Rồi, mến chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý anh chị bà con cô bác cái cách để mình tháo lắp hay mình gỡ những cái thiết bị tâm đô LED để mình sửa chữa như các bạn nó bị gò nước nè. Thì sẵn tiện hôm nay mình chia sẻ đến quý anh chị mà những người mà không biết sử dụng á, để mình biết để mình cách mình sửa chữa hay mình thay mình tháo lắp luôn các bạn. Thì hiện tại cái thiết bị này nó đã cũ và hơn mấy năm trời các bạn, nên nó bị hư và nó bị cũ gò nước nè, nên mình sẽ tháo nó ra và để thay mới hoàn toàn ha. Và đây là cái ốp bên dưới của cái bộ lavabo rửa mặt ha. Đó, và đây là bộ xả bên dưới ha. Cái bộ xả này nó bị cũ dữ lắm nè, nên đụng vô là nó gớt ra luôn nè các bạn. Đó, thì mình sẽ do nó bị sét nên cái khâu gỡ ra rất khó ha. Khi cái công cụ để mà gỡ ra cần gọi là dùng tới kìm mổ quạ và những cái thiết bị cần thiết để mà khi mình mở nó ha, và máy cắt. Đó, mình sẽ cắt bỏ hoàn toàn những cái thiết bị cũ nha. Mình chỉ chừa lại cái bộ sứ rửa mặt và cái bộ ốp sứ ở bên dưới của cái bộ lavabo này thôi các bạn. Đó. Và đây là cái ren. Cái ren này rất là trong nha. Thì cái ren này nó bị sét nên không dùng mỏ lết hay là kìm mà được, mà mình phải dùng cái mỏ quạ này nha các bạn. Mỏ quạ này mình sẽ chọt vào chính giữa bên trong để mình xoay nó thì mình mở ra mới được nha. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mà anh Khải, một cái thợ sửa chữa điện nước lâu năm chị chứ bình thường mình cũng không biết mở cách này nha các bạn. Đó, cách này thì rất hay và hiệu quả ha. Khi mà mình không cây kìm hay cái mỏ lết đó không có đưa vô được đó, mình sẽ dùng cách này để mở bình thường lại. Và đây mình cũng có thể dùng cách này các bạn, thì cách này khi mà nó bị gãy và chỉ còn cái găng thôi, đó, mình sẽ dùng một cái sắt một dòng cây đất vô và mình xoay hay là nó sẽ ra nha các bạn. Đó, sau khi mà dùng mở xong cái ren 21 thì mình sẽ tiếp tục mở luôn cái van xả ở bên trên và cái ống thoát nước, cái ống cấp nước nha các bạn. Nó do nó hơi bị sét nên nó gỡ hơi lâu nha các bạn. Thì những cái thiết bị này bị gò nước nên mình sẽ thay mới hoàn toàn. Đó, đây là cái thiết bị mới của mình ha. Này, cái bộ trước tiên là mình sẽ gắn cái bộ xả ở trên đầu ở trước. Thì hôm nay mình sẽ gắn bộ xả bằng inox hết nha các bạn. Thì gắn mà inox thì cái độ bền nó sẽ được lâu hơn nha. Đây là cái khâu cố định cái quanh xả nè. Gắn những cái bát ở bên dưới. Mình sẽ cố định cho nó ngay lại nha các bạn. Gắn ngay xong rồi đó mình sẽ siết chặt nó lại luôn. Sau khi mà siết chặt xong thì anh Khải sẽ tiếp tục gắn cái ống cấp nước và cái găng ghen. Cái gen 21 hai mặt nha các bạn. Đó, mình sẽ dùng keo non để mình cố định nó, để mình giữ nó không bị xì nước nha các bạn. Đây, cái đầu mà ngay nguồn nước nè, các bạn phải siết chặt nha, tránh tình trạng nó bị gò nước nè. Thì anh Khởi sẽ siết chặt cái gen 21 này. Cái gen này là cái gen ngoài nha các bạn. Cái gen ngoài 21 hai đầu đó. Thì anh Khải sẽ dùng cái kìm mở quạ để mà siết chặt cái ống cấp nước này, cái nguồn nước nha. Cái khâu này rất quan trọng nha các bạn. Đó. Rồi, sau khi mà mình đã cố định và đã siết chặt xong cái ống cấp nước với cái nguồn nước ha, tiếp tục mình sẽ cái khâu tiếp theo là mình sẽ gắn cái bộ xả nha các bạn.
Cái bộ xả này thì các bạn phải gắn kỹ và phải đúng cách nó nha, chứ không thì nó bị xì nước này. Nên sẽ mình sẽ dùng máy để mình mở cái ổ trên của nó, rồi mình đưa một phần ở trên một phần dưới thôi, rồi mình sẽ siết lại. Mình có thể dùng tu vít hoặc là máy để siết lại cho chắc nha các bạn. Cố định đầu trên trước, xong cái đầu dưới thì mình sẽ đo cái kích thước nó để cho nó đều, và nó đúng kích thước thì nó sẽ bị không bị gò nước nha. Này, cái khâu này quan trọng các bạn, thì nó hơi dài nên Khởi sẽ dùng máy để cắt nó cho nó đều chiều cái kích thước của nó nha. Thì cái này cần phải có thợ làm nghề nha các bạn, nói chung là có kinh nghiệm mới lắp cái này nó mới đạt hiệu quả nha, nó không bị xì nước hay bị gò nước. Sau đó anh Khởi sẽ tiến hành lắp ra. Đó, mình sẽ dùng những cái ron để mình lắp vô để tránh trường hợp nó bị xì nha, bị gò nước nè. Rồi sau khi mà đo kích thước đầy đủ nha các bạn, thì anh Khởi sẽ dùng một cái lớp băng keo đen để mình quấn chặt cái đầu cuối cùng của nó nha. Khi mà mình đút vô cái chỗ cái nguồn xả đó, tránh mà nguồn nước nó bị trồi ngược ra rồi các bạn. Đó, thì mình đo cho nó vừa đủ kích thước thôi. Đó, rồi sau mình sẽ dùng một lớp silicone các bạn. Mình sẽ nhiễu giáp vòng bên trên cái ống này ha. Đó, khi hồi mình đút vô á, thì nó dạng như tạo một lớp keo để mà khi trào ngược nước lại, nước sẽ không bị trào ngược nước nha. Khi xả nước xuống thì nước sẽ không bị trào ngược lại. Đó. Rồi, và cái khúc quan trọng này là mình sẽ cân chỉnh nè, mình sẽ siết. Cái này là mình phải cái siết, khi siết mình siết kỹ nha các bạn, tránh trường hợp nó bị leo găng, thì khi mà xả nước xuống nó rất dễ bị xì nước, gò nước ra nha các bạn. Sau khi siết xong thì anh Khởi sẽ dùng cây kìm mỏ quà để mà siết chặt lại một lần nữa nha các bạn. Và đây các bạn, đây sau khi mà hoàn đã hoàn thành xong cái khâu lắp đặt thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình ốp lại cái bộ sứ ở bên dưới nha các bạn. Đó. Rồi mình kiểm tra kỹ nó không cho nó an toàn và mình sẽ ốp cái bộ sứ bên dưới lại. Đó. Bộ này để giữ cho cái bộ lavabo nó đẹp hơn các bạn. Đó. Và đây là toàn bộ những cái thiết bị mà anh Khởi đã lắp đặt xong nè. Đó, hiện tại mới vừa lắp đặt xong còn dơ nha, rồi mình sẽ vệ sinh nó sạch rồi mình sẽ xả nước cho các bạn xem. Và đây sau khi đã vệ sinh sạch sẽ nha, và đây nó xả rất ok các bạn. Đó, bên dưới thì nó hoàn toàn là không bị gò nước hay bị xì nước nha các bạn. Đó, rất là ok nha. Bên đây cũng vậy luôn nè các bạn, thì hiện tại lắp có mười mấy cái nè các bạn. Đó, rồi thì video mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.